ta lạc lối lung linh giữa cao nguyên vời vợi. Quê hương ta ngàn hoa khoe sắc diêu diết trong tiếng hót hòa mi, ta đam mê hoa văn của núi. Xuống sàng ngọt ngào đàn hoa em lẫn trong hương núi hương rừng, cho người bao lưu luyến ước mong sẽ đến một lần. Khâu vai từ xa xưa còn mãi lưu giữ muôn đời, mèo và quê hương tôi tha thiết thắm tình người ơi. Hiên ngang cùng núi cao hòa cùng dòng nhỏ quên tình mà vì lèm để nhớ. Trong tiếng hót hòa đi ta đam mê hoa văn của núi, bao lưu luyến mèo vạc yêu thương. Nghe em vang ngàn câu ca miền quê hương em đổi mới, rừng hoa ta thắt mạnh đẹp sao ngất ngây, rộn ràng chờ phiên đôi đứa hẹn hò, cho người bao lưu luyến ước mong sẽ đến một lần. Câu vai từ xa xưa còn mãi lưu giữ muôn đời, mèo và quê hương tôi tha thiết thắm tình người ơi. Hôm nay cùng chung tay dựng xây miền cao nguyên đá, ta niềm tự hào vùng đất Thung Anh. Nghe sông sao từ cao nguyên mùa xuân muôn hoa đỏ thắm, vòng vang có tiếng khen gọi ai xuống sàng ngọt ngào đàn hoa em lẫn trong hương núi hương rừng, bao lưu luyến ước mong sẽ đến một lần. Khâu vai từ xa xưa còn mãi lưu giữ muôn đời, mèo và quê hương tôi tha thiết thắm tình người ơi. Hiên ngang cùng núi cao hòa cùng dòng nhỏ quên tình mà vì lèm để nhớ. Xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Vừa xong thì các bác vừa xem cái video mà Hoàng Hiền cùng anh Feng lên trên này. Hôm nay anh Feng tổng kết đường đây các bác. Đấy, vừa ăn cơm xong. Bây giờ anh em nghỉ ngơi một chút, sau đó thì sẽ chuẩn bị về. Đấy, thì các bác sẽ đón xem cái video nhá. Cảm ơn xem phim chưa, sao xanh nhỉ? Bông tàu hò, có cái nó có trái gì hò. Chả cát xê, cát xê để búa. Bắt tay, bắt tay. Sao xanh à? Bắt tay, sao xanh à? Đâu tay kia đâu, nó xem. Ba chỉ phòng nó nát nó thốt ba nó thống rồi rồi một nát nó thốt ba nó tôm mà có lạt lạt tiền nữa à lì. Đây dừng. Đấy à nhá. Chỉ bớt chả đây hạt dạ. Bộ bảy quả mía vào hồi đó buồn cổ chơi ho. Hai ba đây dừng nuôi. Ô gần bớt chả bài nó. Sao bài nhìn nó luôn. Bài khác bài khác bài khác. Bài khác bài khác. Yeah. Tóc phải như này nào nào. Vén tóc lên, vén tóc lên. Vén tóc. Ôi xin ai mà làm đấy. Đâu phải thế. Tổng gà quá. Đây là tổ quạ chứ không có gì. Anh Vén tổ quạ luôn nhỉ.
lo cho con gà lút lụt tôi đừng đặt sẻ hơn mà quý ơi con hết tôi có alo luôn chú con gà qua luôn nó lấy alo thì con muốn nó nào ui nào tiếp hai ba nào mua nó sao cho nhảy lù xin là anh lật à tắt ô được tao phải để đẹp nhờ không biết rồi nó nó nhảy này đó đấy như thế dễ đua chạy dễ thì nó chạy mướt thông đầu sầu trên lõi lại gặp Minh Vi Vu mới ở quay đầu đứt điện hôm nào đi Hà Nội nhá. Ô còn thằng đi Hà Nội kì đông đi à cứ hôm kia của nó có cháo sơ nói như tương được không này nói tiếng nước nó đi Hà Nội sau nó uống bia với lại ăn uống cái gì đó ấy. Nhảy luôn, nhảy đi câu luôn. Nhảy luôn. Mà con cho không có cà về quê cá. Con bảo là anh đưa nó đi làm cà phê. Ôi nó. Ôi nó người bạn này sao con nó. Con này đúng con gái rồi. Câu luôn nó. Ôi dồi ôi. Bảy ô. Mình đi như này, mình như này hay là mình ngay mình làm nào mà chỉ có cho cũng đủ mặc cũng bắn không càng cao cũng đủ cũng đủ to không có gì cả kia cũng lăng cho con thì cũng xa phải bỏ miếng vải đồ không giàu làm gì ơi hả cúc thiết kế từ khóa Việt đẹp à. Này thì cởi kiểu gì à? Khí thế à? Ừ. Ôi mưa quá. Này này này, đấy đấy. À chị Diễm á. Ôi đừng đâu, không được đâu. Không được đâu. Cái cúc này này này. Con nhìn nó ấy thì cũng một nắp cũng nó thúc thúc mà có quả phi mà. Thì quên tao ơi. Đích nằm idol top top. Vâng. Nằm idol top top. Đúng không? Idol TikTok đúng không? Đó, thích nằm idol top top nhỉ. Idol TikTok ấy. Thích nằm top top, nhảy. Tưng. Nó có con tua, có thâu lút lút tua tỉ vua. Bây khó chế, cú mùn nhà tỉ quá, có thúc. Bây khó chế, có dùng đi tống mà. Nhảy mà có nhớ quả phi mù của Hà Nội hơi câu là. Bảo là bây giờ quay phim là mọi người biết xong rồi mai kia đi Hà Nội nhảy mùng, cuối mùng là Hà Nội hết nhảy ở Hà Nội bác mình bác già Bắc Linh Bắc Giang nhảy disco kia nó của xã thì phải đông vắng như ba như mùng nhân tố bí ẩn các bác cực kỳ là có tiềm năng cho xuất sắc người nó gọi đi du lịch đi du khách cũng phải qua du lịch à không chỉ có là tôi là tôi học cái đại là ok giới thiệu tên là gì để xuất thành người nổi tiếng à tên mình là gì hả con lúc mẹ hồi chán à đông lúc bên tao là hùa chú tiện đông con trai hay con gái ấy à con gái là tính rồi nhá được chưa hả con trai con gái con trai á nhưng mà kiểu giới tính đặc biệt thôi chích đúng không khuyến mại đàn bia khuyến mại đặc biệt thôi cho một không giàu hôm kia là hà lên liền nhưng mà thực ra là những người như anh đây á cần phải cần rất là nhiều sự quan tâm đúng rồi bởi vì anh em có những cái điều đặc biệt mình không chưa nói ra đúng rồi nhưng mà thời gian tới chắc là mình sẽ phải quan tâm anh ấy nhiều hơn vâng nha thi thoảng lên đây nha hôm nay là thi thoảng lên đây xong là đi ăn cơm đi làm đường với Phen nha Phen này bao à đẹp trai không chị tao mua ở gì chị tao mua anh hỏi anh đẹp trai không trai anh không hiểu đẹp trai đâu đẹp trai à? Không có. Đấy cơ mà. Có chứ. À có chứ. Đấy, đây thì đẹp trai à? Còn bên này không có.
Ý anh là thế đúng không? Được 10 điểm không? Có 5 điểm. 85 điểm là biết mỗi số 65 tuổi 65. Nha. Ôi dồi ôi. Thế ngồi chơi ở đây, lại lên cây đậu tiếp nhá. Ở lên cây ngồi cho mát. Không là tí nữa về nhà mát rồi mới đi bẻ ngô nữa nhá. Chị mù lừ à, chắc cũng quên chỉ yếu chút tà. Tỉ hô, quay xì nà. Quỷ sứ à. Cứ chán tụi nóng nóng của mẹ nó nóng quá. Nó già quá. Ra nghỉ kia nhá, nghỉ. Để xem đi về đây, mù chế à. Thế gì cho mà mù à. Mà mù chế là can tu, mù tu à. À can tu có cái chữ tu à. Can tu mù tu à. Còn là đà thế chả can có chữ tu à. Cú tia hầu cú tùn múa đi cháu nè. Có về mà. Cô không đi. Con làm được, con làm từ đầu kia về đây mà. Nông nọ thứ tư à. Chụp cái ảnh nào, chụp cái ảnh nhá. chụp ảnh. Ha ha. Nhìn nè, nhìn nè. 1 2 ba. Buồn nó à. Ai ba. Buồn nó. Thảo nó. Chống tay anh vào, chống tay vào sườn. Như này. Chống vào sườn. Đây này, nhìn này. Rồi đấy, cho vui. Ok. Đây đây. Ayo. Bye bye nha. Bye. Mai nhảy tiếp. À, chị nhảy hả? vừa bảo là cho 50.000 không đủ tiền mua quần jean. Colossi. Thôi rồi, tôi chết đi ông rồi. Thế bây giờ các bạn này tờ nha, không được nhắc đi ra kia. Ra kia, khiêm mù à. Từ nha, chọn nha. Các bạn này tờ các bạn. 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ. Hãy chọn 1 tờ. Cô vẫn chỉ sâu hầu như một nửa tuổi giờ tôi mê về. Không, chọn đúng một tờ thôi, lấy được một tờ. Không được nhắc, không được nhắc. Này, chơi nghiêm túc lấy mấy một tờ thôi. Lấy tờ nào? Đây à. Lấy được tờ nào thì lấy. Tờ này đó. Rút ngay tờ đỏ. Tờ đỏ lỏ luôn. Cho lại lần nữa. Cho lại đúng một lần nữa. Cô tôi cho con một sổ của lịch thăm. Cô tôi này tiền tông rất là con. Thế đủ mua quần xịt chưa? Colossi chưa? Ồ! Đại ồ đại nó sẽ lắm mất không giàu dù nè. Lắm mất ồ lúc sức mà. À nào, thế đủ mua quần Colossi chưa? Colossi không có đâu. Làm ma đấy. Không mặc à? Có mặc quần Colossi không? Có mà chứ. Thế phải con gái mà. Thế bây giờ chọn tiếp một lần nữa. Bảo chọn một lần nữa lấy tờ nào. Bà cầm được con gà lùa tua. Nên kì rau bên nó cú tù mùa đi. Chọn một lần nữa. Chọn tiếp này. Chọn anh chỉ chọn một tờ. Một tờ. Yopay lấy tờ 10k. Anh này không biết tiền là gì? Không biết tiền à? Không biết à? Đây là công bằng, chơi công bằng nhá. Là fan không có bảo giàn dựng gì nhá. Đấy là tự ai chọn hai lần nhá. Có rất chỉ khuyến mại đam bia cô ấy. Biết tờ nào to nhất không? Cái khuyến mại đam bia có chỗ 3 lần là cái hai chừng à? Ừ, có rất chỉ cao phút chí tuổi. Quài cú, dạ mùi sầu à. Dạ mùi sầu. Đi bán bay trực than đấy. Đây, thêm một tờ nữa nha. Đủ mua tiền Colossi chưa? Tàu à? Tàu mà tổ kết nó con gái lụt lụt tù mà. Cú khi nó có hát cả lụt kề nó. 10.000, 50.000, 20.000 với cả tờ 500.000 à. Mà thêm mà không chọn tờ 500.000 này. Để lại. Sao xanh à? Sao xanh đã không chọn tiền to à? Tôi nhất là chọn tờ 500 của em. Múa một bàn nữa nào. Nhảy luôn. Quả ba hết bắt rồi. Lô. Anh vừa. Rồi nhảy lên mất tiền tao quá. Quả bắt quá. Thôi thôi gây cổ. Mù chế nha. Chứ to mù to có hiền mù à. Anh về đấy. Này.
Ê, cô tớ chỉ... Nè, lẩu kính đi mua colosi cho lẩu kính. Lẩu kính không có colosi. Một colosi. Nhưng khi có thì mà dù khó nói hết chị tạo nó rất nhanh nhiều luôn. Bảo gì chị? Nó bảo là phải đi mua con gì để mà xem là cái đằng sau nó mới con... Nó cũng đông nữa. Thế là dù con chim nó rất... Bảo là mua cái tốt nha, mua cái 100.000 nha. Không cái mua cái 20.000 nè, mặc 2.000 đó, mặc 2 ngày đó to như cái thúng này nè. Cú một thống mà thoải mái vụ tư luôn mà. Nó nhảy lên luôn hả? Em bảo là mua cái loại tốt đi, 100.000 đi. Nó không biết đâu. Thảo đi. Thảo xong à? Hả? Nước của có mùi vô cho kỳ hết đi, trong ngã nằm tên thế rồi. Tên lọ. Còn khăn cho Hà Nội tốt. Hà Nội mùi tua Hà Nội. Hello.